À, thằng bạn, hôm nay mình quay video này để bạn đến cái lưới dưa lần đầu tiên mình làm, mà cũng là lần đầu tiên mình thử nghiệm về cái kiến thức về phát triển nông nghiệp trong dưa lưới. Nay là đúng 40 ngày tuổi. Đây, mình thụ phấn được, hôm nay là ngày thứ 6 đây. Này bạn, quả thế này rất đẹp nha. Đây là cái hy vọng lần này là cái lần đầu tiên nó có cái hiệu quả về năng suất. Quả rất đẹp. Đây, quả.